thưa bà. Kiệt, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe có một chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắm tình. Đêm qua tôi có về nơi họ hẹn cũ, thì mới thấy con gái đã xác sống. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi. Rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán đã, xin bà dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đắng kinh. Tôi đã là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc như một loài chim buồn lạc lòng. Nếu phút giây nào mà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà đến, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và chúc cho anh áo và gió để ban đầu. Ông là ai nghe sao như tao ước cười gặp chuyện ban đầu qua. Còn tôi với cuộc đời con đình thương buồn.